Chào Bến Tre, mến chào quý vị khách hàng. Hiện tại chúng tôi đang đứng trên đường cảng Giao Long ha, thuộc xã Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre ha. Con đường này thẳng trước mặt chúng ta đó là dòng xe Giao Long ha quý hàng. Đây xe tải nè, chạy đùng đùng luôn nè. Đó, chúng ta rẽ tới dòng xe, chúng ta rẽ phải là hướng về khu công nghiệp Giao Long, cách vị trí chúng ta đang đứng khoảng là 500m quý vị khách hàng. Đó, còn hướng bên đây là chúng ta về cảng Giao Long, cách vị trí chúng ta khoảng là 2km ha. Và đây chính là bất động sản cần rao bán hôm nay ha. Thì từ vị trí lộ này vẫn còn mở rộng tới cái bờ dừa bên trong nha quý vị hàng. Đó, bờ dừa bên trong của chúng ta đây, bán là 370m², có mặt ngang là 10, dài là 37m ha. Đó, hiện tại là đất còn trên sổ lớn hết hàng. Quý vị khách hàng mua thì chủ sẽ tách ra ha. Trên đất hiện tại là đang trồng dừa xiêm hết quý khách hàng. Đó, dừa xiêm đang cho thu hoạch luôn ha. Đó, với giá rao bán trọn thửa là 2.590.000.000 hết quý khách hàng. Có thương lượng ha quý vị khách hàng. Và khu này chúng ta là quy hoạch đất ở luôn ha. Hiện tại là chủ đã đăng ký đất ở tại văn phòng đất đai của huyện Châu Thành hết quý khách hàng. Thì trong bán kính là 2km chúng ta đầy đủ các tiện ích luôn ha. Gần ủy ban Giao Long, gần khu công nghiệp, gần trường học các cấp, gần chợ vân vân. Thì quý vị khách hàng xem review thấy bất động sản này phù hợp với nhu cầu của mình thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi ha. Thì từ vị trí của chúng ta đi ra tới khoảng là 30-40m nữa có một miếng đất là cùng bên phía tay của chúng ta luôn, giá rao bán là 15.000.000 1m² nghe quý vị hàng. Còn miếng này là chỉ có 7.000.000 1m² thôi. Đó, giá là miếng kia là gấp đôi miếng này luôn ha. Đó, do đó đây cũng là một bất động sản rất đáng để quý vị đầu tư ha. Vâng, quý vị khách hàng xem bất động sản này phù hợp với nhu cầu của mình thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi ha. Cảm ơn quý vị khách hàng đã theo dõi review bất động sản ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khách hàng review bất động sản tiếp theo.